Johnny Depp được xác nhận trở lại cướp biển vùng Caribbean. Truyền thông Anh xác nhận phần mới nhất của loạt phim ăn khách sẽ được bấm máy vào tháng 2 năm 2023. Johnny Depp sẽ trở lại vai chính. Theo nguồn tin độc quyền của The Sun, Johnny Depp sẽ tiếp tục đảm nhận vai thuyền trưởng Jack Sparrow của loạt cướp biển vùng Caribbean. Phần mới nhất, phần 6, được cho là sẽ có tên Ajay Atsi. Johnny sẽ lại khoác áo thuyền trưởng. Bộ phim dự kiến bấm máy vào đầu tháng 2 năm 2023 tại địa điểm bí mật ở Anh, nguồn tin nói. Đồng thời cho biết dự án đang trong giai đoạn đầu và thậm chí chưa có giám đốc điều hành. Tất cả chi tiết khác đang được giữ bí mật. Disney muốn mọi thứ trong phạm vi kiểm soát của họ và không tuồn bất cứ thông tin nào ra ngoài. Dẫu vậy, chúng tôi được biết Bruce Hendricks là nhà sản xuất của phim, người này tiết lộ thêm. Phía Depp từ chối bình luận khi được phóng viên New York Post liên hệ. Hồi tháng 6, Express đăng tải thông tin hãng Disney tìm mọi cách tái hợp với Depp, thậm chí gửi quà tặng và đề nghị làm hòa. Món quà đi kèm thư xin lỗi, nội dung bức thư rất chân thành, tờ báo cho hay. Bên cạnh việc tham gia Cướp Biển 6, nhà chuột còn muốn Depp đóng loạt phim phụ về giai đoạn đầu trong cuộc đời của thuyền trưởng tàu Ngọc Trai Đen. Phim này dự kiến phát hành độc quyền trên Disney Plus. Nếu Depp gật đầu, anh sẽ nhận 301 triệu USD. Tuy nhiên, thông tin này không được tài tử Hollywood xác nhận. Chồng cũ Amber Heard đóng chính loạt Cướp Biển trong 15 năm qua. Hành trình cuối cùng của thuyền trưởng Jack Sparrow trên con tàu Ngọc Trai Đen đã khép lại trong phần phim Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales 2017. Tại phiên điều trần của vụ kiện phỉ báng hồi tháng 5, Depp từng tuyên bố không hợp tác với Disney, ngay cả khi hãng đề nghị trả cho anh 300 triệu USD.